Dạ vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Thì buổi chiều ngày hôm nay em Trường xin tổng hợp một số mẫu xe còn lại cửa hàng, bởi vì bãi nó cũng khá là chật rồi, nên em Trường cũng sẽ bớt một số mẫu xe mà nằm tầm em Trường là chỉ còn vài xe nằm tầm một tháng là chưa ra hàng là em Trường nó sẽ hết nha. Đấy, để nhập về cái mẫu mới để phục vụ cho quý cô bác và quý anh chị luôn. Thì kênh YouTube của em Trường là Trường Xe Cũ Bình Dương. Đấy, em Trường dùng một số Zalo và một số điện thoại là 0972147 là 247, mua bán chế độ cái dòng ô tô cũ đã quay sử dụng tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đấy, quý khách hàng chỉ cần kết bạn Zalo, em Trường bán định vị đi tới trực tiếp cửa hàng của em luôn. Đấy, bên em Trường nhận thu mua trao đổi cái dòng ô tô đã quay sử dụng. Quý khách hàng đang có nhu cầu lên đời đổi xe thì cái Zalo trực tiếp cho em, hoặc là bán xe em Trường vẫn mua cho nhà mình với cái giá cao nhất có thể. Và chiều hôm nay em Trường sẽ lên sóng báo giá nha, báo giá, và quý khách hàng là thích quan tâm mẫu nào thì kết bạn Zalo, em Trường sẽ gửi định vị hoặc là gửi full ảnh hoặc là tư vấn gì đó cho cả nhà từng mẫu đó. Chứ cả nhà chỉ cần chụp ảnh chiếc màn ảnh chiếc xe đó gửi vào Zalo là em Trường sẽ tư vấn cho. Và đây là mẫu Innova G2010 biển Bình Dương 61K20464, chính tên chính chủ của em Trường là người đang đứng ủy quyền. Quý khách hàng ở Bình Dương thì có thể cùng em Trường ra phòng công chứng cứ giấy ủy quyền hoặc hợp đồng mua bán rút hồ sơ sang tên chính chủ hoặc là sử dụng 20 năm. Đấy, màu ghi bạc nha, xe rất đẹp, em Trường đang cho nổ máy luôn. Innova 2010G. Đấy, xe rất đẹp nha cả nhà. Đây, ghế nỉ nha, 2010G. Đó, ghế nỉ nguyên zin nè. Đấy, xe rất là đẹp và dễ thương luôn. Và điều đặc biệt bên xe của em Trường là luôn có màn hình Android nha cả nhà. Cam hành trình đầy đủ hết. Nói chung là xe bên em Trường với cái hàng về chỉ sử dụng, không phải làm gì thêm nữa nha. Em Trường đã cố gắng tối ưu chi phí cho cả nhà, cũng như đã làm đẹp hết rồi. Đấy, quý khách hàng về sử dụng thôi. Từ phim cách nhiệt em Trường cũng đã dán hết luôn. Đó, tapo tapi nè, keo sùng chỉ nè, đẹp lắm cả nhà. Đấy, mâm lớp dày cui. Là quý khách hàng đang mua xe bên em Trường, là bên em Trường đang có hỗ trợ chương trình là tặng lớp mới. Quý khách hàng mua xe mà chỉ cần lớp 1, em Trường sẽ thay lớp mới cho cả nhà. 61K20464 nha. Rồi, kế bên là mẫu Innova 208 màu đen. Màu đen thì em Trường có hai mẫu, một mẫu 207, một mẫu 208. Màu đen là biển 65-02770. Em gái đến từ Cần Thơ. Đấy, Cần Thơ gạo trắng nước trong. Xe này thì hơi bị cộp nha. Bốn cái lớp mới nè, mâm đúc nè, zin theo xe chưa phay lại lần nào. Đó, cả nhà nhìn nè, rất là yêu nha. Đấy, nội thất thì con này màu nâu. Đấy, màu nâu cà phê. Gương zin nè, toàn bộ là gương zin hết. Xe full màn hình. Đấy, bảo dưỡng ở hãng luôn. Đấy, cả nhà coi, đẹp tuyệt đối nha. Trần 3D. Nếu mà cả nhà không yêu thích trần 3D thì em Trường sẽ đổi trần riêng nha cả nhà. Chỉ cần quý khách hàng muốn thôi là bên em Trường sẽ phục vụ tận tình tối đa cho quý khách hàng nha. Đó, em gái đến từ Cần Thơ, 65-02770. Xe đang nổ máy nhưng rất là êm nè, quý khách hàng không nghe tiếng máy luôn nha. Xe rất đẹp. Và chiếc này 208 thì em Trường để nhưng mà với giá là 245 triệu thôi, bao rút hồ sơ gốc cho cả nhà nha. Cả nhà quan tâm thì cái lô trực tiếp cho em Trường. Để mỗi kia em Trường quay lên clip là giá xe trên là còn bớt còn thương lượng cho cả nhà khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng nha. Là mẫu xe giá rẻ mà cả nhà đang quan tâm, Innova G206 biển 77A18191. Con này có gốc Sài Gòn, với khách hàng về Sài Gòn là không tốn 20 triệu nè. Xe full đồ chơi, xi nhan gương, bệ bước chân, ba ga nóc, nói chung là đẹp hết nha cả nhà. Đấy, xe bên em Trường là nói chung là với khách hàng về sử dụng thôi, không phải tốn kém làm gì thêm. Innova G206 nha. Xe full đồ chơi, trần 3D, màn hình Android OLED. Đấy, nghe nhà coi, đẹp tuyệt đối nha. 206G là bản không taxi nha cả nhà. Xe chuẩn gia đình sử dụng từ đầu, không taxi, không dịch vụ nè. Cả nhà coi, đẹp lắm. Đấy, chiếc này thì bên em Trường đang chào bán cho nhà mình với cái giá là cũng cực kỳ yêu thương thôi, chỉ để nhà mình là 215 triệu nha. 215 triệu cho mẫu Innova G206 này, bao rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Đấy, 220 bớt 5 còn 215 nha cả nhà. Đấy, giá bán quá mềm rồi, cả nhà quan tâm alo cho em. Vâng, đây là mẫu Innova màu đen luôn nha cả nhà. Hồi nãy là biển 65 là đời 208, đây biển 75 là đời 207. Đó, mới vừa về luôn nha. Xe cũng khá là chất. Những cái màu này là cả nhà không lo taxi, không lo dịch vụ nè. Hai màu này thì bên em bán là 235 triệu nha. Innova 207 nè, phiên bản G 235. Xe thì nội thất may mới, xe mới về. Đó. Nè. Đấy, nội thất của nó nè. Đấy, nhìn rất là đẹp.
thì bây giờ xe mới về cho nên là bên em chưa có vệ sinh hết cả nhà thấy không, đấy ghế bẩn em cho anh em nó vệ sinh lau chùi cho cả nhà. Màn hình kem lùi đầy đủ, trần để zin. Đấy, con này thì bên em chào bán cho mình với giá là 235 triệu, quá rẻ cho một cuộc tình. Thì bên em là mua rẻ bán rẻ mà con này mua cao bán cao nha cả nhà. Chứ không phải nhiều lúc khách hàng thấy cái con xe này nhiều, hôm qua quay con 212 giá hơi cao thì khách hàng lại kêu là cao, nhưng mà cũng thật sự nó không cao. Thì bên em cũng vừa bán rồi thì nó thật sự là em mua được giá tốt thì em để giá tốt cho cả nhà, còn em mua giá cao thì buộc em phải bán giá cao nha. Cả nhà cứ theo dõi, đăng ký kênh theo dõi giùm em, cảm thấy sản phẩm này phù hợp thì ủng hộ cho em đó. Tiền nào của đó thôi, tiền đến đâu thì sản phẩm đến đó, chứ không có cái gì mà cao mà thấp nha cả nhà. Đấy, đây 207, còn đây là mẫu Innova 2012 bên em vừa mới về. Đấy, cũng cho anh em đang dọn dẹp, chưa thật sự là gọi là xong, bởi vì mới có gọi là rửa máy rồi thôi, cũng chưa làm gì hết nha. Đấy, 2012 e bản đủ nha. Đấy, thì cũng có mang lên được màn hình, thì mấy cái này ngày mai em sẽ lên chi tiết báo giá cho cả nhà. Đấy, xe thì mới vừa xong, xe thì phay mâm xước. Đấy, đầy đủ 22 thì bên em trường đang có 3 mẫu luôn, biển 61, biển 68 nè. Đấy, xe còn khá là nhiều nha. Đấy, và bên bãi kẹt cứng hết, em không thể nào mà quay chi tiết được, ngày mai em sẽ quay chi tiết cho cả nhà. Đấy, con này thì giá cũng yêu thương thôi, tầm quanh 300 thôi. Đấy, không hơn đâu. Bên em mua được con này giá thấp thì em bay giá thấp cho cả nhà. Đấy, còn nói về phân mới thì bên em trường gì nhiều, phân mới thì có 16, 17, 18 luôn. Đấy, tiêu biểu ở cửa hàng thì có 16 nè. Đó, 2017 chứ, con này là 17 đăng ký lăn bánh, 2018 cuối 2017 thì nó có cân bằng điện tử nè. Xe thì clip chi tiết thì cũng có rồi, cả nhà cứ ấn vào kênh kéo xuống xem giùm em. Đây là em chỉ báo giá thôi. Đó, vô lăng đồ nè, nhìn khá là đẹp nha cả nhà. Đấy, nội thất đồ nè, đấy đẹp tuyệt vời. Cuối 2017 đăng ký lăn bánh 2018 nha. Đấy, xe có tiết kiệm nhiên liệu nè, bâu và mát tăng tốc, cân bằng điện tử đầy đủ hết, màn hình Android, kem lùi, kem hành trình. Đấy, đấy, xe đóng cửa rất là nhẹ nhàng, 4 cái lớp mới tinh. Đấy, nói chung cả nhà đăng kiểm thì dài, nói chung đến với bên em thì khách hàng chỉ về sử dụng thôi, cũng không phải tốn kém tiền làm gì thêm. Mỗi khách hàng muốn làm gì thêm thì anh em mình sẽ trao đổi với nhau, cần bổ sung cái gì đó thì bên em trường sẽ làm cho cả nhà. Đây, 4 cái lớp mới tinh, vừa mới thay sáng nay luôn. Đấy, lớp nè, lớp dày khu nha cả nhà. Đấy, 4 cái lớp như nhau. Đằng sau đây cũng là 2017 đăng ký lăn bánh 2018 luôn, cũng 19-10 với nhau. Đó, quý khách hàng xem mẫu nào ưng thì ủng hộ giùm em. À, giá cả thì phải chăng, chất lượng thì tuyệt đối, bao chết tết cả nhà mình luôn. Đấy, vô lăng con này là vô lăng văn phay xước, nói chung cũng là cuối 2017 đăng ký lăn bánh 2018. Đấy, giá cả thì bằng nhau, lúc trước em trường bán 500, hôm nay là em trường bớt lọc lé cho nhà mình từ 3 đến 5 triệu, còn 495 triệu cho một sản phẩm. Quý khách hàng đến xem xe trực tiếp không thông qua cò lái, em trường có bớt từ 3 đến 5 triệu nha. Đấy, và xe bán ra thì bên em trường bao hồ sơ pháp lý cho cả nhà mình luôn. Đấy, quý khách hàng cứ alo cho em để sở hữu mẫu xe ưng ý nha. Đấy, bên em trường đang có 2018 màu đồng ánh kim nữa nè, 2016 màu bạc đầy đủ hết, 2016 thì rơi vào tầm 408, còn 2018 đồng ánh kim thì rơi vào tầm 504. Đấy, ngày mai sẽ cập bến cho cả nhà. Nghe giùm anh đi, 2010 thì em trường còn có một cặp này nữa nè, 2010 màu vàng cát thì có biển 65A33511 nè, còn 2010 màu ghi bạc thì có con này nữa, 60K13279. Đấy, giá thì cũng như nhau thôi, 255 triệu nha, bao rút hồ sơ cho cả nhà luôn. Đấy, quan tâm thì alo trực tiếp cho em trường sẽ gửi full ảnh chi tiết cũng như video cho cả nhà mình luôn. Xe thì hôm nay trong bãi hơi nhiều, hơi chật, ngày mai sẽ đánh ra hoài quay clip từng chiếc cho cả nhà nha.